Từ khi quyết định số 217-218 của Bộ Chính trị được ban hành, chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội ngày càng được khẳng định, góp phần thực hiện dân chủ ở cơ sở. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp quận Hải Châu cũng đã nỗ lực nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu đã tổ chức đoàn giám sát chuyên đề công tác quản lý và sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn quận. Đoàn giám sát đã tiến hành làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Hòa Thuận Tây và Ủy ban Nhân dân phường Nam Dương với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường, cán bộ phường phụ trách nhà sinh hoạt cộng đồng và đại diện ban quản lý nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư. Đoàn giám sát đã ghi nhận nhiều kiến nghị liên quan đến hỗ trợ nguồn kinh phí để sửa chữa, cải tạo các nhà sinh hoạt đã xuống cấp, công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong khu vực nhà sinh hoạt. Khi chúng ta tiến hành thực hiện chính quyền đô thị thì không có hội đồng nhân dân hai cấp, cấp phường và cấp quận, thì rõ ràng khi đó chúng ta thấy rằng cái vai trò giám sát của mặt trận và các hội đoàn thể chính trị xã hội thì nó dường như là nó nhiều việc hơn, nó nặng hơn, bởi vì cái giám sát của hội đồng nhân dân không còn nữa, cho nên cái hoạt động giám sát của địa phương thì giao lại cho mặt trận và các tổ chức chính trị là chính, và cũng xác định được cái vai trò trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Thì các mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội từ phường đến quận cũng đã nỗ lực hết mình để có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ một cách tốt nhất. Sau hơn 2 năm triển khai chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy và chương trình số 10 của Ban Thường vụ Quận ủy, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, nhà nước của Mặt trận quận Hải Châu có nhiều đổi mới, nội dung giám sát, phản biện đã đi vào những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc. Mặt trận quận ban hành kế hoạch giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề, hướng dẫn 13 phường xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể. Các cấp mặt trận quận phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội thành lập và tham gia 173 đoàn giám sát với 188 cuộc. Đồng thời, tập trung thực hiện chức năng phản biện xã hội, xây dựng kế hoạch phản biện xã hội và góp ý xây dựng đảng chính quyền. Ngay từ đầu là chúng tôi phải có kế hoạch giám sát những nội dung gì từ và tập hợp từ chính từ các chia các hội đoàn thể nữa, các thành viên của mặt trận, sau đó xin ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy trên tinh thần là ví dụ hội đoàn thể là sẽ có những cái nội dung giám sát liên quan đến hội đoàn viên của mình, mặt trận thì có những cái nội dung giám sát là về những cái vấn đề nóng, những cái vấn đề mà người dân quan tâm cũng như là cấp bách ở trên tại địa phương của mình, và những cái này, những nội dung này cũng được tôi triển khai trong các cái hội nghị giao ban hàng tháng để các ban công tác mặt trận gợi ý nội dung, thì như vậy nó sẽ sát với người dân, nó sát với nhu cầu của người dân cũng như cái mong muốn của người dân hơn. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn quận Hải Châu cũng gặp một số khó khăn, hạn chế như lĩnh vực, phạm vi giám sát của Mặt trận Tổ quốc. Các đoàn thể chính trị xã hội rất rộng, mang tính nhân dân, song đội ngũ cán bộ ở nhiều nơi còn mỏng về lực lượng, năng lực, chuyên môn khó có thể am hiểu và nắm bắt tất cả mọi lĩnh vực. Đồng thời, chất lượng các kiến nghị giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là cấp cơ sở còn chưa sâu, chưa chỉ rõ được các hạn chế, thiếu sót đối với các cơ quan, tổ chức là đối tượng giám sát. Chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo đối với mặt trận 13 phường thay đổi cái hình thức giám sát. Chúng ta có thể lựa chọn song hành cùng một lúc hai hình thức giám sát bằng văn bản và giám sát thành lập đoàn. Trong những trường hợp cần thiết thì chúng ta có thể giám sát theo hình thức thông qua ban thanh tra nhân dân hoặc là ban giám sát cộng đồng. Thời gian đến, dựa theo tình hình thực tế ở địa phương, Mặt trận Tổ quốc quận Hải Châu sẽ lựa chọn những nội dung giám sát liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tập trung vào vấn đề nổi cộm được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm. Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục nắm bắt tình hình nhân dân để xây dựng, lựa chọn nội dung giám sát, xây dựng kế hoạch giám sát hàng năm, làm sao để sản phẩm từ giám sát phải là những kiến nghị thiết thực, chất lượng, đồng thời cần chú trọng theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của đối tượng giám sát.